Mời bạn trở lại với nhà thi đấu quân khu 7 để theo dõi trận chung kết hạng cân dưới 70kg. Đây là cuộc so găng giữa võ sĩ Zaji Ali Reza đến từ Iran. Võ sĩ đã đoạt chức vô địch hạng cân này ở giải vô địch Nam Thế giới cách đây một ngày trong chiến thắng trước võ sĩ đương kim vô địch thế giới Nguyễn Minh Tính. Và đối thủ của anh là võ sĩ Phong Sắc trong trang phục da xanh đến từ Thái Lan. Và trọng tài điều khiển trận đấu này là trọng tài Trung Thủy, trọng tài đến từ đơn vị Hà Nội. Như vậy trong 6 trận chung kết ngày hôm nay thì đây là trận chung kết duy nhất không có võ sĩ Việt Nam vào đến trận thi đấu cuối cùng. Phải nói rằng võ sĩ JDD là một võ sĩ cực mạnh và trong trận bán kết anh đã hạ võ sĩ Dương Thanh Tiến, một trong những võ sĩ kỳ cựu của làng võ Việt Nam. Và JDD Dương Thanh Tiến đã là kỳ cựu thì chuyện thất bại trước Jaylee là hợp lý, bởi ngày trước đó thì Nguyễn Minh Tính đương kim vô địch vô Việt Nam Thế giới cũng bị thất bại trước võ sĩ đang mặc áo giáp đỏ mà chúng ta đang theo dõi. Trong khi đó để vào đến trận chung kết này, võ sĩ Phong Sắc đã hạ võ sĩ Ấn Độ Vahab. Ngã rồi. Vừa rồi trọng tài Trung Hủy đã công nhận đòn đánh thành công cho võ sĩ Zadidi. Chúng ta cũng còn nhớ trong trận chung kết hạng cân dưới 70kg, JD đã thực hiện một cú đá lái cực đẹp vào vùng mặt của Nguyễn Minh Tính. Anh JD là một võ sĩ toàn diện cả về tấn công đòn tay lẫn đòn chân. Ưu thế trận đấu đúng là vẫn nghiêng về JDD, nhưng chúng ta cũng thấy một Phong Sắc đang có khả năng chịu đòn và có những pha phản đòn tương đối chính xác. Chiến thuật của Phong Sắc cũng khá là hợp lý để có thể kiềm hãm được tốc độ sung mãn của JDD. Thấy rõ ràng các võ sĩ Iran hơn hẳn các võ sĩ Việt Nam và cũng như các võ sĩ của châu Á là ở vấn đề thể lực. Có cảm giác như anh tấn công mà không biết mệt mỏi. Sau một đòn đá vòng cầu là một đòn đá lái và tiếp theo là những đòn tấn công bằng tay. Đó là sự kết hợp rất liên hoàn và phải đòi hỏi thể lực rất nhiều. Rất liền mạch. Và vừa rồi trọng tài Trung Thủy đã nhắc nhở võ sĩ Phong Sắc của Thái Lan đã thực hiện đòn quét chân không đúng luật. Và đây là lần nhắc nhở đầu tiên cho võ sĩ đến từ Thái Lan. Đẳng cấp rất cao, Zadidi đã vừa cống hiến được một cú đá vào vùng mặt của đối thủ và trước đó là một cú đấm chính xác bằng tay trái. Hiệp 1 đã kết thúc. Để thi đấu đôi công trong cự ly hẹp thì võ sĩ Thái Lan sẽ có cơ hội cầm cự với thời gian nhiều hơn. Tuy nhiên nếu anh vẫn giữ khoảng cách chưa xa và không chịu gắn kết mình với đối phương thì chắc chắn anh sẽ có thể bị thua knock out. Chúng ta vừa xem lại những cú đá xoạc chân liên hoàn của võ sĩ Iran đòi hỏi một thể lực rất tốt. Ta cũng còn nhớ ngay trong chiến thắng của Hồ Minh Tâm trước một võ sĩ Iran khác là Liffy Luhamed Ala thì Hồ Minh Tâm cũng là võ sĩ kiệt sức hơn.
sát vừa rồi lại lãnh một cú đấm bằng tay phải thẳng tay nữa của Zadidi. Nếu thể chịu được những đòn thế đó thì chúng ta cũng thấy rõ ràng Phong Sắc cũng là một võ sĩ. Nhanh Huy Tường đã nhận định là không hề xoàng chút nào. Rồi chúng ta thấy võ sĩ Thái Lan đã có được cú đấm phản công bằng tay trái rất chính xác và đẹp mắt. Và sau đó là một pha bắt chân đánh ngã đối phương. Và vừa rồi trọng tài Trung Thủy đã công nhận đòn đánh thành công của võ sĩ Thái Lan. Như vậy hiệp 2 rõ ràng Phong Sắc đã thi đấu một chiến thuật hợp lý hơn và anh đã tạo được sự khác biệt so với hiệp đấu đầu tiên. Những pha phản đòn của Phong Sắc đã có độ điểm dừng và độ chính xác cao. Trong những lần tấn công của mình thì Zadidi đã dần lộ ra những yếu điểm để Phong Sắc đang khai thác tuyệt đối vào yếu điểm này. Có thể nói thi đấu ở cự ly gần hơn thì võ sĩ Thái Lan đã thể hiện được hết khả năng của mình. Đây là hiệp đấu thứ hai, là hiệp đấu nghiêng hoàn toàn về cho võ sĩ đến từ Thái Lan. Và chúng ta vừa theo dõi một đấu thứ hai mà võ sĩ Thái Lan Phong Sắc đã thi đấu tốt hơn rất nhiều. Việc có thể áp sát gần đối thủ để thực hiện được những cú đấm và khắc chế được những cú đá tầm xa của võ sĩ Răng là một chiến thuật hợp lý dành cho Phong Sắc. Do vậy, vấn đề thể lực sẽ là một vấn đề mà võ sĩ Thái Lan Phong Sắc cần phải quan tâm hơn nhiều. Khi võ sĩ Iran vốn rất mạnh về mặt thể lực. Những pha đôi công bằng chân của hai võ sĩ là khá ngoạn mục. Và đây là đòn tấn công đánh ngã thành công của võ sĩ Phong Sắc. Và trong hiệp đấu này Phong Sắc cũng có hơn 3 cú đấm chính xác vào vùng thượng đẳng của đối phương. Và mời các bạn đến với hiệp thi đấu cuối cùng của trận chung kết hạng cân dưới 70kg. Có thể nói võ sĩ Thái Lan có bộ tay rất tốt. Nếu như anh có thêm những một vài động tác bằng chân thì chắc chắn anh sẽ tạo được một sự khác biệt trong trận đấu này. Rồi một lần nữa Phong Sắc đã thực hiện 121 đòn chân tấn công của phương Việt Nam. Và cho đến nay thì võ sĩ Iran Zadidi vẫn chưa thực hiện động tác này. Và vừa rồi trọng tài Trung Thủy đã nhắc nhở võ sĩ Thái Lan lần thứ hai. Oh.
liên tiếp những cú đá vòng cầu bằng cả hai chân của võ sĩ Iran được tung ra. Đây, trọng tài cũng nhắc nhở võ sĩ Iran không được thực hiện đòn đá thấp. Trong những lần tấn công liên tục của võ sĩ Iran thì võ sĩ Phong Sắc tìm cách để nắm chân. Nhưng đây có thể là một sự sai lầm của võ sĩ này bởi tốc độ ra đòn của võ Zadidi là rất nhanh. Trong thi đấu vừa rồi, JD đã không thể tung ra được cú đấm quyết định. Bất lợi cho võ sĩ Iran trước khi trận đấu này được công bố kết quả là anh đã bị trừ 2 điểm do không thực hiện 121 động tác bắt buộc của đoàn chân tấn công. Đây sẽ là một lợi thế như thế nào cho võ sĩ Phong Sắc đến quyết định cuối cùng? Chúng ta hãy chờ xem. Ta vừa chứng kiến một tiểu trào trân trọng của võ sĩ Iran dành cho võ sĩ Thái Lan. Đây là một trận đấu quyết liệt, xin lỗi nhưng rất fair play. Tôi xét lại, võ sĩ giáp xanh Phong Sắc Thái Lan, võ sĩ giáp đỏ Zadidi Iran. Xin mời nghe quyết định công bố kết quả. Kết quả trận đấu vận động viên. Và thưa các bạn, như vậy Zadidi, võ sĩ của Iran, với ưu thế không tuyệt đối nhưng là một võ sĩ rõ ràng có đẳng cấp cao hơn, đã giành chiến thắng và là chiến thắng khích khao với tỷ số 3-2. Và thấy võ sĩ Iran niềm vui của anh. Cú đá của võ sĩ này một lần nữa đã được tái hiện vào cuối trận đấu, một hình ảnh rất play trên nhà thi đấu quân khu 7 tại giải Vũ Nam Tiền Asian Indoor Game.